che biển số, vượt đèn đỏ, đây là những hình ảnh dễ bắt gặp trên đường phố Hà Nội. Rồi khi bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý, thì đây là những lý do được đưa ra. Cứ đi anh em đi thì nói chung là vượt thì cũng không để ý. Mà quy định của anh sẽ không phải không được giấu biển như thế mà đúng không? Nếu họ biết em che biển thì họ sẽ... Thế chắc là người ta sẽ đóng cái tài khoản của em như thế. Biết là nguy hiểm nhưng bây giờ nhỡ chạy cố thêm chuyến nhưng về cho con đi học thì muộn. Sáng 5 tháng 11, chỉ trong ít phút triển khai lực lượng tập trung xử lý các trường hợp lái xe ôm công nghệ vi phạm các lỗi như vượt đèn đỏ, che biển số. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử phạt hàng loạt tài xế. Trong đó, có những tài xế đang chở khách hay đang đi đón khách buộc phải hủy chuyến hoặc khách phải đứng chờ. Trao đổi với phóng viên, anh Sơn, một hành khách đang phải đứng chờ tài xế ký biên bản xử phạt cho biết, khi thấy tài xế vượt đèn đỏ, anh cũng không kịp nhắc nhở gì. Sau hôm nay, bản thân anh sẽ chú ý hơn. Mình vượt đèn đỏ sợ là bên kia đang đi mình lại phi vào người ta ấy. Không. Sau hôm nay em sẽ nhắc nhở tài xế trước khi lên xe. Vượt đèn đỏ lạng lách. Theo Trung tá Từ Ngọc Minh, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, khi bị lực lượng chức năng xử lý, các tài xế xe ôm công nghệ thường đưa ra rất nhiều lý do để xin bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm, không có ngoại lệ. Đồng thời, Trung tá Minh cũng cho biết hiện chế tài xử phạt đối với lỗi che biển còn khá thấp, cần tăng lên để có sức răn đe mạnh hơn. Đối với những hành vi đấy, nó sẽ thứ nhất là gây ảnh hưởng đến cái việc trật tự an toàn giao thông. Mình sẽ khó khăn hơn trong cái việc mà xử lý, ví dụ như xử lý phạt nguội. Cái việc tăng cái mức phạt lên thì sẽ giúp cho người tham gia giao thông là ý thức hơn trong việc tham gia giao thông. Thì còn trong công tác quản lý nó sẽ tốt hơn. Để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông khác, lực lượng chức năng khuyến cáo các tài xế xe ôm nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Hành khách khi đi xe phát hiện tài xế có các hành vi vi phạm luật giao thông thì cần nhắc nhở, thậm chí báo lên tổng đài của dịch vụ để có biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và những người khác.